Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. CRS Racing 2. Let's go. Đùa thôi. Wow, một chiếc xe màu đỏ rất là đẹp. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Earthfest. Let's go. Iceland. Ok. Wow, mấy xe kia phóng rất là nhanh. Thank you.
Let's go. Đã về đích. Có một rồi. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng để về đích luôn. Ok, mình sẽ đi đường dưới đây. Xong về đích rồi. Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3. Asphalt này. So ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ vào tiếp tục là cream. Đấy chứ. Ok. Ồ, chọn xe nào đây. Xe này đi. Xe này vẫn chưa chơi được. Rookie Valley. Ok, sang level 3. Level 3 vẫn chưa đùa được. Mình sẽ đùa bằng cái này đi. Đùa xe lại xem như thế nào. Let's go. Release your press. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 4. Let's go. Need for speed. Most wanted. Let's go. Và tự nhiên này các bạn phải cầm tay. Rồi, let's go. Wow.
The sound that way. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Good luck. Ăn cái này nào. Ok. Các bạn cày tiền một cái lăng, sau đó thì các bạn sẽ có thể mua thêm những khẩu súng hoặc là mua thêm cho mình chiếc xe thật là trâu hoặc là những viên đạn bắn thật là lâu. Được không? Ok. Wow, wow. Đây, mình sẽ ra ngoài, sau đó thì mình sẽ nâng cấp xem có được không. 234 tiền. Chris run. Ok. Không đủ tiền rồi. Đó, sau đó các bạn có thể nâng cấp lên rồi các bạn chơi tiếp. Cho ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Traffic Radio. Let's go. Total Stars. Let's play. Ok. Rất là láo luôn. Ok, let's go.
Oh my god. Wow, wow. Ngã luôn. Ok. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Traffic Store. Oh, tới game này phải dùng Wi-Fi. Let's go. Man. Ồ rồi, không hiểu sao mình lại đâm vào cái tai chứ. Ok, bắt bên này nào. Ok. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo.
DV Rushing. Let's go. Okay. Còn bên phải nào. Let's go. Low traffic, slow, okay. It's okay. Let's go. Một lần. Oh my God. Tần lấy lụa luôn. Wow, wow, wow. Oh my God. Yeah, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rush round đi ba. Five men, 6 feet.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Và tới game này thì mình sẽ hóa thân là một anh chàng sẽ đi xe buýt và mình sẽ đi chở những người dân đi từ thành phố về quê. Không phải đợi và mình sẽ chiến luôn. Start. Bây giờ mình sẽ phải khởi động. Departure time for the vehicle. Please take your seats. Ok, và khi đủ khách thì mình sẽ đi. Bây giờ thì mình sẽ đứng chờ. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Dear passengers, our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Dear passengers, our driver and crew will be at your service to provide a safe and comfortable travel. So okay, chắc là đủ rồi. Let's get started. Drive safe. Trời đang mưa. Dear passengers, our driver and crew will be at your service to provide a safe and comfortable travel. Ở đây thì nó là 760 km. Và các bạn cứ đi đến gần thì nó sẽ giảm xuống dần dần. Và đến đúng cái điểm xuất phát đó thì các bạn sẽ trở về và các bạn sẽ thu một khoản tiền rất là lời. Dear passengers, our driver and crew will be at your service to provide a safe and comfortable travel. Đó, có một cái lái xe thôi. Ok. Mình chào xe tải nó có thể đi rất là nhanh. Mình sẽ đi vượt anh ta. Mình chết rồi. Chạm dừng đấy mình lại đi thẳng cho nên mình bị trừ 28 đô.
và các bạn cũng phải xi nhan như đúng rồi, không là các bạn sẽ bị phạt tiền. Đây là các bạn lên đường cao tốc. Có cái chơi của dân này rất là hay và thú vị cho những bạn nào thích chơi kiểu khám phá như thế này. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.